Các thân mến, như vậy chúng ta đã bước vào cái tiết học đầu tiên về con lóc lò xo. Ở cái tiết học đó thì thầy giải cho các em một cái lý thuyết rất là đại cương về con lóc lò xo được đặt theo phương nằm ngang nhé. Bây giờ thầy hướng dẫn các em trả lời một số câu hỏi trong sách giáo khoa vật lý lớp 12 ban cơ bản. Mục đích của cái công việc này là để cho các em củng cố lại cái kiến thức cơ bản mà ta đã học. Câu số 1, bác bảo là em nhớ là ở trang số 13 đấy nhé, trang số 13 sách giáo khoa vật lý 12 các bạn. Khảo sát dao động của con lóc lò xo nằm ngang và tìm công thức của lực kéo về, thì cái phần khảo sát đây thôi ta khỏi phải nói. Tìm công thức của lực kéo về F là gì? Trừ K nhân đấy. Vì thế nào? Em nhớ này, con lóc lò xo được bố trí theo phương ngang và nhớ là gốc tọa độ O trùng với vị trí cân bằng. Đó chưa? Thì khi đó cái độ x là ly độ, đồng thời độ lớn của nó cũng bằng cái độ biến, cũng bằng độ biến dạng. Và theo định luật Hooke chúng ta biết rồi, f bằng k nhân với delta l, trong trường hợp này là delta l với x là bằng nhau. Nó có xuất hiện cái dấu trừ này vì lực kéo về là cái lực mà kéo cái con lắc về cái vị trí cân, về cái vị trí cân bằng. Thì chúng ta biết là khi mà chúng ta kéo giãn cái lò xo nó ra, nó giãn ra thì lực của, nếu ví dụ đây là gốc tọa độ O này, chiều này OX, nếu mà đang ở vị trí này x dương tức là lò xo nó bị giãn, giãn thì lực nó này theo chiều ngược lại, đúng không? Còn nếu mà vẫn đang ở vị trí bên âm đấy, tức là lò xo nó bị nén, nén thì lò xo lại gì, lực của lò xo lại đang đẩy cái vật ra theo chiều dương, đúng không? Thế là giữa x và lực F ấy phải ngược dấu với nhau. Trên ở đây chúng ta có trừ k nhân x, nhớ rằng k là độ cứng của lò xo em nhé, và mỗi lò xo sẽ có một cái hằng số k nhất định, còn x là ly độ của nó trong quá trình chuyển động. Và đây thầy cũng phải nói, nhắc đi nhắc lại rằng là công thức này chỉ đúng khi nào, khi chúng ta chọn vị trí cân bằng trùng với gốc tọa độ. Nếu không thỏa mãn cái điều đó thì công thức này cũng không còn đúng nữa nhé, mà phải có cái sự điều chỉnh đấy. Bởi vì sách giáo khoa cũng không nói đến cái chuyện đó, và một số tác giả, một số số nơi thì vẫn cứ coi cái điều này là nghiễm nhiên đúng, nhưng mà thực sự mà nói thì nó không đúng. Về mặt kiến thức đó thì nó không được chặt chẽ cho bạn. Để nhắc lại là F bằng trừ K nhân với X, F là lực kéo về nhé. Và công thức này đúng khi gốc tọa độ O trùng với vị trí cân bằng. Rồi, câu số 2. Nếu công thức tính chu kỳ của con lóc lò xo, thì trong cái tiết học lý thuyết, cái quá trình mà chứng minh cái phương trình dao động của con lóc lò xo là dao động điều hòa, thì chúng ta đã có là tần số góc omega bằng căn bậc 2 của K trên M, với K là độ cứng của lò xo và M là khối lượng của vật. Thì từ đây ta có T bằng gì ạ? Trong dao động điều hòa thì T bằng 2pi chia cho omega. Đấy, ta lấy 2pi mà chia cho omega, tức là 2pi chia cho căn bậc 2 của K trên M thì chẳng khác gì như 2pi nhân với nghịch đảo của nó là căn bậc 2 của M trên K. Rồi, đi số 3. Người ta bảo viết công thức tính động năng, thế năng và cơ năng của con lắp là sao? Động năng ta đã học từ lớp 10 bằng 1/2 m v bình, m là khối lượng của vật, v là vận tốc, và nó cũng bằng 1/2 gì, m nhân với, nhớ là ta đã chứng minh được con lắc lò xo dao động điều hòa. Nếu nó dao động điều hòa thì phương trình của nó phải là x bằng a cos của omega t cộng phi, và v bằng gì, trừ a omega sin của omega t cộng phi, đúng không? Cho nên động năng sẽ bằng 1/2 m v bình, hay bằng gì, lấy cái cụm này mà bình lên thì sẽ được là a bình nhân với omega bình nhân với sin bình của omega t cộng phi. Rồi, đấy là động năng. Còn thế năng v các t bằng, nhớ là có hai cái loại thế năng cơ bản là thế năng chặn trường và thế năng đàn hồi. Trong trường hợp con lắc lò xo nó nằm ngang thì thế năng chặn trường là bằng không, vì vật nặng đâu có rơi xuống đâu. Em nhớ điều đó nhé, thế năng chặn trường trong hợp này là bằng không.
chỉ có thế năng đàn hồi. Và thế năng đàn hồi thì tính là 1 phần 2k nhân với x gì bình. X ở đây là cái ni độ, cái độ biến dạng của lò xo. Rồi, nó bằng gì? 1 phần 2 nhân với m, à xin lỗi, 1 phần 2 nhân với k nhân với gì nhỉ? À, x gì bình, x bằng a cốt của omega t cộng phi. Trên nó sẽ là a bình nhân với cốt bình của omega t phi. Hay vì omega bằng căn bậc 2 của k trên m thì sẽ có omega bình bằng k trên m, hay k bằng omega bình nhân với m. Vậy thì sẽ có 1 phần 2 m omega bình a bình nhân với cốt của cốt bình phương của omega t cộng phi. Được chưa? Và cơ năng, cơ năng V kép thì bằng động năng cộng thế năng, là bằng gì ạ? Đấy, động năng cộng thế năng lại rút gọn, ta sẽ được 1 phần 2 m omega bình a bình hay bằng 1 phần 2 k nhân với a bình. Và cái này luôn luôn không thay đổi nhé. Trong quá trình vật dao động, động năng của nó thay đổi, thế năng của nó thay đổi, nhưng cơ năng, tức là tổng động năng và thế năng, không có gì thay đổi cả. Đấy, họ hỏi là khi con lắc lò xo dao động điều hòa thì động năng và thế năng của nó biến đổi qua lại như thế nào? Tức là khi động năng tăng thì thế năng giảm và ngược lại, nhưng tổng của chúng thì không thay đổi nhá. Vậy thì suy ra nếu mà động năng mà tăng lên bao nhiêu thì thế năng giảm đi bấy nhiêu. Còn nếu mà trả lời sâu hơn thì em cũng có thể chứng minh được động năng và thế năng nó cũng biến đổi một cách điều hòa. Rồi, thế nhưng mà ta tạm giải cái phần chứng minh động năng và thế năng dao động cũng dao động cũng biến đổi, nói chính xác là cũng biến đổi điều hòa, ở cái phần sau khi chúng ta khảo sát các cái bài toán nâng cao hơn một chút nhé. Bây giờ ta tạm chỉ hiểu một cách đơn giản là gì? Động năng thay đổi, thế năng cũng thay đổi theo thời gian và theo vị trí, đã chưa? Nhưng tổng của chúng thì không đổi. Câu số 4 là một cái câu trắc nghiệm. Cái công thức tính chu kỳ ta vừa nhắc đến này, t bằng gì? 2 pi căn bậc 2 của m trên k, nên chọn đáp án D cho câu số 4. Câu số 5, một con lốc là so dao động điều hòa, là so có độ cứng là k bằng 40 đơn vị là newton trên mét. Khi vật m của con lắc đang qua vị trí có ly độ x bằng trừ 2 cm thì thế năng của con lắc vào sau là bao nhiêu? Thì chúng ta nhớ là công thức tính thế năng bằng 1 phần 2 k nhân x bình. Nhớ nhé, thế năng bằng 1 phần 2 k x bình. Thế năng của con lắc vào sau không phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng, vì đây là thế năng đàn hồi nhé. Còn nếu mà thế năng trong trường thì nó phải phụ thuộc vào khối lượng, để chúng ta phân biệt rõ cái chuyện đó. 1 phần 2 k là 40 nhỉ, x cộng bằng âm 2 cm, đúng không? Âm 2 cm là âm 2 nhân với từ cm mà đổi sang mét thì thành trừ 0,02 mét bình phương nhé. Nhớ là x bằng trừ 2 cm thì cũng bằng trừ 0,02 mét. Đến đây thì đơn giản rồi, bấm máy tính đúng không? Cái chỗ này là 20 nhân với bao nhiêu nhỉ? 2 nhân với 10 mũ trừ 2 đi, thành 4 này. Nhân với 10 mũ trừ 4 là 40 nhân với 10 mũ trừ 4, đơn vị của nó là joule. So với đáp án rồi nhé, 1 phần 2 k, k đây là 40 nhân với x thì bình, có cái sự nhầm lẫn nào đó ở đây không nhỉ? 1 phần 2 k này, k là 40 newton này, x ở đây là, à xin lỗi, đây là 4 nhân 40 nhân 20 phải là 8 chứ nhỉ? 80. 80 nhân với 10 trừ 4 joule thì nó sẽ ra 0,008 joule, đúng không? Cho nên em chọn đáp án D cho câu số 5. Rồi đến câu số 6. Một con lốc lò xo gồm một vật có khối lượng m bằng 0,4 kg và lò xo có độ cứng k bằng 80 newton trên mét. Con lốc dao động điều hòa với biên độ a bằng 0,1 mét. Hỏi tốc độ của con lốc vào xo khi đi qua vị trí cân bằng là bao nhiêu?
thì chúng ta nhớ là đối với dao động điều hòa, khi vật đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó cực đại. Mà tốc độ cực đại thì ta đã chứng minh được trong cái bài học về dao động điều hòa rồi, bằng A nhân với omega. Đúng chưa? Ta có quyền áp dụng điều này vì ta đã chứng minh được Fan-Lac và so nó cũng dao động điều hòa, phải không nhỉ? Vậy nó bằng A nhân với omega. Trong con lắc lò xo thì omega bằng gì? Căn bậc 2 của K trên M. Vậy đến đây mình chỉ phải thay số thôi. A là 0,1. Căn bậc 2 của K là bằng 80. Trên M là 0,4. Bằng 0,1 này nhân với bao nhiêu nhỉ? 80 mà chia cho 0,4 thì chẳng khác gì như 800 chia cho 4 hay là căn bậc 2 của 200. 200 thì tách thành 10 nhân với căn 2, đúng không? Thế bằng căn bậc 2 của 2. Đơn vị của vận tốc là mét trên giây nhé. Và căn bậc 2 của 2 thì nó cỡ sấp xỉ 1,4. Sấp xỉ 1,4. Cho nên em chọn đáp án B cho câu số 6. Rồi, ta xong các cái câu trong sách giáo khoa. Bây giờ ta tạm nghỉ trong ít phút trước khi bước vào tiết học kế tiếp.